thấy lừa ghê luôn á. Hồi xưa nhà lúc mới quen nhau á, đến vô thăm em á, em nấu cơm cho ăn, cái em vừa ăn xong đặt cái chén xuống, cái sau ảnh vừa ăn xong cái anh sẽ dọn, cái giờ cái ăn xong cái cũng dọn ra rồi mà anh không chịu dọn vô. Em để luôn, nguyên ngày luôn, hai ngày để nguyên luôn. Rồi ai dẹp? Cuối cùng sẽ dẹp. Trời ơi, chị gian trùng tí vậy. Em thì nhìn cũng hiền. Chắc là hai vợ chồng chứ bây giờ cãi vã nhau đúng không? Trời ơi, không cần. 30 ngày cãi 29 ngày. Trời ơi, vậy em xin nguyện quay đi to thật to là cha là em đặt. Em muốn đi chơi mà em chưa, không có thời gian, thế là em tính em đặt cái máy bay em đi chơi thôi. Rồi chết bà rồi, chết rồi. Trong chương trình này khai như vậy, chứ 21 mỗi lần dọn đồ là ông cho đi luôn. Ba điều trong đó em nhắm em thực hiện được điều gì? À, em sẽ không thực hiện gì hết. Em tên là Định ạ. Năm em 27 tuổi. Em kinh doanh ạ. Còn em? Em tên Bồng Sơn, năm 28. Em là nhân viên truyền thông. Ủa nhưng mà sao em lại có cái tên Bồng Sơn? Cái tên Bồng Sơn nó đẹp nhưng mà nó hơi nam tính một chút. À, dạ em không biết nó như thế nào nhưng mà mẹ em nói là đó tên người yêu cũ ba em. Vậy là cái tên đó là do ba đặt hay mẹ đặt? Ba đặt. Ba đặt. Vậy đó hả? À, biết là Định có phải yêu vợ em bởi vì cái tên đấy không? Dạ cũng có, vì vợ em qua quen nhau qua Facebook. Vợ em lại dùng Facebook không lấy tên thật. Facebook tên gì? Ngốc ngách. Facebook của em lúc đó là tên gì? Định Đứng Đắn. Em có bị ấn tượng cái tên Định Đứng Đắn không? Dạ có, em thấy trên tường newsfeed của em á là có của một bạn nào đó thì chồng em mới comment ở trên đấy, cái hiện lên trên newsfeed, cái em nói trời ơi, cái tên mày mắc cười quá à. Dạ, nhưng mà lý do gì sao mà hai bạn lại yêu nhau? Dạ quen nhau thì có nghĩa là mình chat chít qua lại trò chuyện xong rồi gặp nhau ạ. Em bay từ Hà Nội vào trong đấy. Nhưng mà sau khi em đã biết tên thật của vợ em hay là lúc đó vẫn chưa biết tên thật? Dạ trước khi vào là biết tên thật. Biết tên thật rồi, biết mặt luôn rồi. Mặt vẫn biết rồi. Biết mặt luôn rồi, thế là quyết định trái tim coi là vỡ òa chịu không nổi bay vô. Bao lâu thì em mới bay vô? Khoảng 6 tháng. 6 tháng. Và cảm giác đầu tiên khi em gặp ngốc nghếch thì vấn đề đầu tiên là người ngoài không hề giống gì trên Facebook. Thế là em lại một yếu người tình hả hay sao? Thì chụp mình trên Facebook thì đâu có chụp cả người đâu, toàn nó mặt. Ờ. Bên ngoài người như này là như rất gầy. Dạ. Ừ. Rồi vậy thì bao lâu thì các bạn mới yêu nhau? Dạ sau cái lần ấy vào là em có đi chơi rồi. Chính thức luôn gì? Dạ. Ừ. Rồi lúc nào thì là coi như là em chuyển vô đây luôn? Dạ 6 đến mấy tháng rồi em chuyển vào đây ạ. Là chuyển vào đây luôn rồi chính thức với nhau luôn. Dạ. Rồi bao lâu thì cưới nhau? Gần 2 năm. Gần 2 năm. Nghĩa là yêu nhau tiếp 2 năm? Không, khoảng hơn 1 năm ạ. Là ở đây, là yêu tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Và một trong những lý do mà khiến mà nó thôi thúc em phải chuyển vô công tác ở trong này có phải là do Bồng Sơn? Dạ đúng ạ. Trước khi tụi em quyết định đám cưới thì có khó khăn gì không hay là một mọi việc nó trơn tru? Em thấy mọi thứ là trơn tru hết, không có khó khăn gì cả. Ví dụ như thật ra nói là tụi em gặp thường xuyên là, nhưng mà đúng ra thì chắc có gặp 3 lần. Cái lần thứ 3 thì kiểu cứ phát nhạc là đám cưới thì tình thắm duyên quê rồi cưới nhé xong cái nó ok rồi. Vậy thôi. Coi như hai gia đình là không có cái vấn đề địa lý, coi như là không có quê xa rồi không có dâu xa rồi rể xa gì hết. Dạ. Hai gia đình ok liền luôn. Dạ vâng. Vậy là quá thuận lợi rồi đúng không? Chỉ có mỗi vấn đề là tốn tiền vé máy bay thôi. Hồi nãy em nói là hai vợ chồng em đến lúc cưới nhau thì gặp nhau chỉ có mấy lần thôi. Dạ đúng chưa? Vậy thì hai bên gia đình gặp nhau được mấy lần? Được 2 lần. Một lần là tại để gặp gia đình để hỏi cưới ấy. Lần thứ 2 là đám cưới. Tức là tụi em làm đám cưới với nhau được bao lâu rồi? Tháng này nữa là 7 tháng. Nói chung là sau 7 tháng ở chung nhà với nhau để chị phát hiện anh chồng đẹp trai của em á có tật xấu gì không? Em thấy lừa ghê luôn á. Hồi xưa nhà lúc mới quen nhau á, đến vô thăm em á, em nấu cơm cho ăn, cái em vừa ăn xong đặt cái chén xuống, cái sau ảnh vừa ăn xong cái anh sẽ dọn, cái giờ cái ăn xong cái cũng dọn ra rồi mà anh không chịu dọn vô. À. Em để luôn, nguyên ngày luôn, 2 ngày để yên nguyên luôn. Rồi ai dẹp? Cuối cùng sẽ dẹp. Trời ơi, chi gan trùng tí lắm. Rồi gì nữa không? Cái gì mê game lắm. Lúc mà rảnh nó không làm gì á là cứ ngồi chơi game. Ngồi chơi game thì em nói thôi anh ơi đừng chơi nữa. Tại vì em muốn là phải học hay là mình nghe tiếng Anh, hoặc là mình nói chung là đọc sách hay làm cái gì nào, đấy. Dạ. Nhưng mà ngồi chơi game thôi à. Em không thích cái điều đó thôi. Anh hỏi nè, ông xã em thì hiền, nhìn hiền đúng không? Có dạ công hiền. Nhận hiền không? Dạ hiền. Em thì nhìn cũng hiền. Chắc là hai vợ chồng chứ bây giờ cãi vã nhau đúng không? Trời ơi không cần. 30 ngày cãi 29 ngày. Trời ơi. Chủ yếu là về vấn đề gì? Lặt vặt lắm. Tại vì công việc em nhiều lắm, em áp lực nhiều nữa. Giống thay đổi thời tiết vậy đó. Em vui thì cái gì cũng được. Mà lúc khi mà em buồn á, là nhiều khi hả, anh đang tách cái chén ra ăn cơm mà quên đem chén cho em, hoặc là quên nói hai vợ ơi ăn cơm đi, cái em giận. Em giờ anh hỏi em nè, cái trận cãi vã lớn nhất của hai vợ chồng em trong 7 tháng qua đó là trận nào? Dạ là cách đây khoảng
3 tháng, đúng là 3 tháng. Em kể đi, không sao đâu, có anh là dạ. có anh. Anh giúp em cho. Là ngày đấy bọn em mới mở cái quán ấy. Là công việc nhiều, sáng bọn em đi làm quán thì đến tận đêm em mới về ngủ dậy. Buổi trưa là hôm em mệt quá là em ngồi em chơi game xíu. Thế là bà ấy lời qua tiếng lại mình ức chế, thế là cãi nhau. Cãi nhau một hồi nói qua nói lại xong rồi em mới biết là đang là nóng rồi đòi chia tay là em im. Để khoảng nửa tiếng sau em phải vào em gọi là năn nỉ rồi xin lỗi lo này này nọ này kia lại hết ạ. Trời đất ơi. Lần lớn như vậy đó. Lớn lắm. Mà vậy đó mà cứ lần gây lộn là đòi ly hôn. Không nhưng mà cũng có gọi là xách đồ đi rồi ạ. Cứ mỗi lần gây nhau là đòi ly hôn. Dạ. Mà hồi nãy em kể vui lắm. Lúc mà vợ em kể cãi nhau với em á xong là em mới thấy nóng tính lên rồi. Thế là im. Em nóng quá đi. Không biết làm quá, không biết làm. Thôi em im. Mà sau đó 30 phút. Tưởng đâu em vào trong đó là em văng mặt vợ em sao. 30 phút em vào. Em đang ngủ. Ủa nhưng mà tại sao có mỗi lần gây gỗ là em lại đòi ly hôn vậy? Em thấy... Em hăm dọa hay là em muốn thật lòng? À không, trong lòng em là cứ ship đồ. Ship mà kiểu ship mà rất mạnh, lâu thiệt lâu để cho biết là ta đang ship đồ đó. Này cũng mong ông níu lại đúng không? cũng nghĩ vậy. Em xuống Nguyễn Quang Ly to thật ra là em đặt, em muốn đi chơi mà em chưa, không có thời gian. Thế là em tính, em đặt cái máy bay em đi chơi thôi. Rồi chết bà rồi, chết rồi. Trong chương trình này khai như vậy, em mốt mỗi lần dọn đồ là ổng cho đi luôn. Rồi em nghĩ sao về cái quan điểm của vợ em là cứ giận lên là đòi ly hôn? Em... Nói chung là khó chịu, nhưng mà biết tính rồi. Nhiều khi mình cũng hiểu, mình cho qua. Nhưng mà chắc là không muốn là nó kéo dài tình trạng. Nếu mà vợ em cứ không chịu nghe em mà cứ như thế mãi thì... Thì em nghĩ là phải trả về nơi sản xuất thôi. Trả về nơi sản xuất đi. Hay quá. Hay quá. Bây giờ cái mong muốn thay đổi của em với vợ em là gì? Em muốn là vợ em là ít có quẩn, trách móc chồng này này kia. Đừng có giận cá chém thớt hả? Đúng rồi. Nên là dồn cái áp lực đó cho... Cho em. Cho em. Dạ. Là một cái đó thôi. Còn thay đổi cái gì nữa không? Với lại là khó chịu khó hơn xíu. Không có chịu khó à? Dạ. Là... Mà là rất lười là... dọn dẹp nhà cửa ấy. À, làm biếng đó phải không? Rồi có muốn bỏ cái vụ mà đòi ly hôn không? Có đi ạ. Tất nhiên rồi. Ba điều trong đó em nhắm em thực hiện được điều gì? À, em sẽ không thực hiện điều gì hết. Nói chứ là thật ra là em đều biết hết. Nhưng mà cái phần mà dọn dẹp đó thật ra là không phải một mình chồng em biết đâu. Mà hầu như là tất cả mọi người đều biết là em không bao giờ làm việc nhà. Tức là lúc nào khi mặt em vui lên thì em ngồi em sẽ dọn rất nhanh. Nhưng mà sao em không thuê người phụ công việc nhà? Dạ không, em không thích vậy. Với lại em có cái tật là ví dụ em bày ra rồi em không muốn ai đụng vô mà dọn một hồi rồi em không biết để đồ ở đâu hết trơn. Nên thành ra là em để đó thì đến khi nào mà em rảnh thì em tự em dọn. Thế sao em muốn định thay đổi điều gì? Bớt chơi game lại với lại thấy hả? Vợ mình đang bận gì thì chồng nấu ăn hết đi. Chồng nấu ăn, chồng dọn dẹp nhà cửa. Định nghe chưa? Là... Mà Sơn đang bị mâu thuẫn trong cái cách tổ chức sắp xếp công việc. Tại vì như vậy nè, như bản thân chị nhiều việc lắm. Rất là nhiều việc. Thực sự chị cũng làm không nổi vì không có thời gian. Chị phải có một cái người... phụ giúp việc nhà nếu như cái điều kiện kinh tế mình cho phép. Chứ còn bây giờ em lại vừa không muốn có người giúp việc mà em lại vừa muốn rằng là cái việc đó cứ để đó cho em, nhưng mà đồng thời em lại muốn là chồng em phải làm hết, chồng vừa nấu nướng vừa dọn dẹp hết, thì chị nghĩ rằng là những cái điều mong muốn của em nó giống như là bị mâu thuẫn nhau á. Không phải, ý là giống như là em nấu ăn thì anh sẽ tự dọn chén rửa chén, hoặc là anh nấu ăn thì em sẽ dọn chén, chia việc với nhau. Lúc mà khi yêu nhau thì có làm như vậy đến khi cưới rồi hết rồi. Theo chị á, em phải bắt đầu phải tiếp nhận một cái con người thứ ba, có nghĩa là một cái tác nhân ở ngoài để giúp cho tụi em. Tại vì theo như cái tâm sự với em á là cái công việc của em bây giờ nó áp lực nhiều quá đó, thì em phải bắt đầu dần dần tập cho người ta cái đó đến chi để mà khi mà mình bắt đầu có em bé nữa đó, thì những cái việc mà của em bé thì đó chắc chắn là hai vợ chồng em phải trực tiếp làm, mình không thể nhờ được. Nhưng việc nhà mình có thể nhờ người giúp cho mình được, nhưng mà em bé là mình phải trực tiếp mình làm đó. Thì để chi mốt đó bắt đầu từ từ những cái đó, thì chồng em á là dồn cái sức của chồng em qua cho em bé đi, rồi em có thời gian dồn em bé đi. Chứ còn bây giờ ai cũng ương bướng như vậy á là chị thấy cũng rồi mất công, rồi là mỗi người đều cá tính mạnh vậy á, rồi trả về nơi sản xuất còn mệt nữa. Rồi ai mà mong muốn như vậy đâu, đúng không? Nhưng mà chắc chắn là tất cả các cặp nào mà đã đến tham dự với chương trình rồi á thì hầu như là một cái kết rất là happy end, có nghĩa là thường sau đó là yêu nhau nhiều hơn nè, có em bé nè, rồi cuộc sống rất là hạnh phúc. Rồi, chắc chắn là như vậy. Xin chúc cho hai em là trong năm nay sẽ có tin vui nha. Rồi
Dạ. Dạ, chào anh chị. Em chào anh Quốc Thần với chị Hồng Vân. Hai bạn này cái giọng nói là chắc không phải là người ở Sài Gòn rồi. Dạ không ạ. Các bạn từ đâu đến? Dạ từ Bình Thuận ạ. Hai vợ chồng cùng ở Bình Thuận luôn. Dạ đúng rồi ạ. Và các bạn mới lên đây? Dạ em lên đây hồi trưa hôm qua. Trước tiên thì là thay mặt cho tất cả ekip sản xuất chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn hai bạn. Xin chồng tặng hoa tặng. Bây giờ xin mời cô dâu giới thiệu về mình. Dạ em Trần Thị Thùy Linh, năm nay em 31 tuổi, em buôn bán thuốc tây anh. Dạ còn em là Đinh Thanh Hồ, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp thì làm nông. Em mà không giới thiệu em là nông dân không ai biết, đúng không? Nông dân nhưng mà là cụ thể là làm công việc gì? Trên nương thì rẫy, điều, rẫy ruộng, tiêu, ao cá, còn ngoài đồng thì có lúa không ạ? Là em làm hết luôn. Làm hết luôn. Dạ, mình anh làm. Trời ơi, lần đầu tiên chương trình của mình là được gọi là có một chú rể là thuần nông á. Thuần nông đó. Bây giờ mình đoán đi, mình đoán sao mà gặp nhau ta? Dạ đoán cái này bán thuốc tây. Anh này anh làm. Anh này anh cuốc đất xong rồi á. Bị cảm. Anh bị nóng hơi bị cảm. Cuốc vô cái móng chân. À. Ôi trời ơi, tới đi mua thuốc. Cô này xót ruột quá, băng giùm luôn. Băng giùm luôn, trong lúc băng á thì bốn ánh mắt nhìn nhau. Không, nhìn gì, bà này nhìn vô cái chân. À. Anh này cũng nhìn vô cái chân, hai cái đầu cùng nhau. Từ đó tình cảm nảy sinh. Xét đánh cái, quất lên bài Romeo và Juliet. Dạ, không, không dạ em đâu. Bình yên hơn chứ. Dạ, yeah, hả? Dạ. Tụi em gặp nhau cũng tình cờ lắm, chứ không phải như anh chị đoán lãng mạn mà. Xưa giờ em mới tặng vợ em chỉ có một bông hồng duy nhất thôi, bông hồng hả? Anh cụ. Là lúc đang yêu thôi. Còn gặp nhau thì em với vợ em là chơi thân từ một đám bạn hồi đang học cấp 3. Là quen nhau là từ hồi trẻ trâu đó phải không? Dạ, hồi mà tắm mưa chưa biết ngại á. Mà lúc đó đã thích nhau chưa hay là sau này dạ, lớn chưa. Lên mới em cảm mới quen 8 tháng rồi mới cưới 8 tháng thôi. Còn trước đó là tôi với ông ta mày. Có nghĩa là tình bạn phát triển thành tình yêu. Dạ đúng rồi. Do là tụi nó lấy nhau hết rồi, còn sót hai đứa thì hai đứa lấy nhau thôi. Hai người sau cô đơn còn sót lại. Dạ đúng rồi. Mấy đứa nó cũng xúi là ê trong đám con trai còn mày, đám gái còn con này thì hai đứa mày lấy nhau luôn đi. Thế nói ê vậy mình thử có được không? Thế đứa nói mày mà lấy tao cho mày cặp đám cưới. Còn cái người nói nếu tao thách hai đứa mày mà lấy nhau tao cho đám đất. Rồi người nói tao cho đám ruộng. Vậy nói ê từ tôi với ông lấy nhau chia đất chia ruộng rồi hai đứa chia tay. Là thành ra từ lúc cưới tới bây giờ là ông này không có đám đất với đám ruộng. Dạ không có gì dạ, hết. Không có gì hết. Trong 8 tháng yêu nhau thì vui không? Có ghen tuông rồi có. Dạ em thì chỉ có chống lại mấy cái thế lực bên ngoài thôi, là mấy cái cô mà theo ảnh từ trước tới giờ cũng vẫn còn làm phiền như vậy á. Ảnh đào hoa dữ vậy đó hả? Dạ. Rồi em chống lại bằng cách nào? Dạ chủ yếu là người ta nhắn tin thì em lấy điện thoại em nhắn lại khủng thôi. Bố không à? Người ta nói ủa sao chị là vợ anh hả? Nó không, mình là người yêu thôi, nhưng mà trước sau vẫn cưới, trước sau gì cũng là vợ. Thì kêu là chứ sao lại cho anh đi nhà nghỉ? Rồi em nhắn là con người mình phải biết giá trị của mình nằm ở đâu. Mà cái người đó có gia đình rồi, mà nói chung ở trên Facebook thôi. Người ta nhắn tin, người ta rủ lên Bình Dương, là lên ngủ với em ở khách sạn rồi này nọ. Chồng em nó đi về quê rồi vậy đó. Nghĩa là chưa gặp nhau bao giờ hết rồi. Nhưng mà bây giờ cái chuyện đó làm hết chưa? Dạ chồng em thì không có gì, cho nên em dẹp loạn dòng rồi em xong, để em dẹp loạn bên kia dễ em. Dẹp loạn 12 xuống đi. Anh hỏi nè, bây giờ tụi em đã có một cái quá trình là bạn bè với nhau, quá là thân thiết. 13 năm. 13 năm lận, coi như là quá hiểu nhau rồi. Vậy thì cưới nhau về thì có vỡ mộng gì không? Tật xấu gì của vợ? Dạ. Tật của vợ em là bắt được đài nào á, chuyện gì cũng cho ra hết luôn. Cái tật đó em không biết cơ ba. Nhưng ai vào mua hàng cái gì mà ngồi nói chuyện thấy thân 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 kể hết. Nói chuyện bà dễ con tin. Hàng xóm đâu là nói banh nước rồi. Giống như em dễ tin lắm, thấy người ta thân thiện lắm kể hết trơn à. Nhưng mà khi người ta đi kể lại thì vấn đề nó lại khác. Nãy giờ em thấy anh với chị Vân có thân thiện chưa? Nếu mà chưa kể hết thì tối nay chúng ta gặp ăn bò bía uống nước mía và tâm sự cho anh nghe. Dễ lắm. Còn gì nữa không? Vợ em có tật là hay tức em á, hay giận em á, là không dùng bạo lực gì không. Mở cửa phòng mà thấy em đang nằm coi tivi, xe cái lông chanh em lại nhức trời. Bứt lông chanh hả? Dạ, lông chanh mà em thấy cái cọng nào mà nó dài xoay, nó lòng xe lại trời ơi, nó đau lắm luôn á. Dạ. Hai là chụp nhột. Mà em có sợ nhột không? Cái chịu đựng nhột của em thì không chịu tài mấy, chỉ chịu đau thôi. Có lúc thì vợ em chụp nhột đó, em đạp vào góc tủ á, bực mình em đuổi về. À, thôi ra dắt xe về nhà mẹ ngủ đi, không chịu nổi rồi. Tức là đuổi về luôn. Tức quá. Thì tức kìa, nó thà làm gì làm, đập hay là đánh gì làm đâu cái rồi thôi, chứ đừng chọc nhột cách đêm ai chịu nổi. Nói vậy nè, đó ngon em đấm đi, ông gồng cơ lên. Em đập ổng, em đau tay chứ anh thua gì. Còn tật xấu gì trong món trẻ của vợ nữa không? Tật xấu của vợ thì nhiều lắm. Đâu ví dụ thêm cái nữa đi, cái nào mà em bực mình nhất á. Bán thuốc mà
không có khách rồi cứ lên Facebook nói chuyện tá lạm bên đó. Nói chuyện con trai con gái nói đủ thứ. Nói với con trai nhiều hơn hay con gái nhiều hơn? Gái ăn trai nhiều hơn. Em đâu chơi bên gái nhiều đâu. Toàn nói chuyện với con trai không à. Tức không? Không tức nhưng mà em hơi ghen. Ai dạ, ghen hơn? Ai cũng ghen nhưng mà mỗi người ghen cách khác nhau. Em ghen là chủ em quan sát là chính thôi, em coi bên kia như thế nào đã rồi em mới ra tay chứ. Còn anh này ghen sao? Cũng im im vậy á. Ghen nhẹ nhàng thôi chứ không có ào ào. Em ghen nhẹ nhàng nhưng mà lúc nào đó em mà ghen lên em nói thẳng. Tại vợ em hay nhắn tin nói chuyện với người yêu cũ có, người yêu không cũ có. Miễn sao là có con trai mà nhắn tin là mà trả lời liền à. Trả lời liền đúng không? À, còn em thì mấy mối tình bồ cũ của em thì hồi xưa thì giờ có dám đâu. Bà loạn dẹp đâu hết rồi. Nè chị hỏi nè, tụi em có thực sự hiểu nhau chưa? Hiểu nhau thì được 70-80 thôi. Còn có những cái em vẫn không biết. Nhiều khi chồng em nghĩ gì trong lòng em không bao giờ biết được. Tại ông ít khi mà nói ra lắm. Chồng thì sao? Chồng có cảm giác là đã hiểu hết về vợ chưa? Em thì cũng hiểu 70%. Hồi xưa giờ từ là bạn Thanh chuyển sang cái giai đoạn yêu nó ngắn quá, chưa kịp mà tìm hiểu được bao nhiêu á. Lúc nào cũng nghĩ là bạn thôi chứ chưa nghĩ là người vợ. Có khi nào tụi em có cảm giác là mình nó bị lẫn lộn giữa cái là tình yêu với tình bạn chứ? Thời gian đầu thì hai đứa giống như nó nghĩ là không thể tin được là hai đứa mình đã lấy nhau. À vẫn còn. Dạ, nghĩ điều đó nó không có phải là sự thật. Tại vì cái ký ức về tuổi thơ nó dạ, quá nhiều và quá lâu. Dạ. 13 năm chứ. Dạ đúng rồi. Còn đây là mới có 8 tháng để mà chuẩn bị cho cái dạ, việc mà về sống chung với nhau. Phía sau nãy chị hỏi là tụi em có bị ngộ nhận giữa tình bạn với tình yêu không? Là vì cái cách mà em với chồng em á hiện giờ vẫn như là hai đứa bạn. Cái thú vui của em khi mà em hành hạ bạn này á bằng cách nhổ lông chân vẫn là một cái trò con nít mà từ hồi xưa đó. Đó cho nên rằng là chị hỏi như vậy để chị hiểu, để mà chị góp ý một chút xíu. Mình phải xác định rằng á bây giờ mình là một người vợ rồi chứ không phải là một người bạn trẻ trâu của chồng mình nữa. Ví dụ những cái gì mà chồng mình không thích thì mình có thể bỏ. Tại vì sao? Từ trước mình đã biết chồng mình là một người hiền lành ở trong nhóm, một người ít nói, một người điềm tĩnh. Đúng không? Điềm tĩnh. Thì còn mình là một cô bé cá tính như vậy thì hai người cho đến khi lấy nhau vẫn giữ được những cái nét từ hồi còn nhỏ tới bây giờ. Nhưng khi mà đã lấy nhau rồi, hai cái tính cách đó mà ở gần nhau, khi mà tụi em không biết mài đi á để cho nó hòa quyện với nhau thì nó sẽ thành một cái đối kháng, một cái xung đột không đáng có. Thì bây giờ theo chị là như vậy nè, mình phải thuần hóa dần dần, mình phải xác định mình là vợ đó, chứ không phải là ngày xưa là một người bạn của chồng mình như ngày xưa nữa. Thì những cái gì chồng mình cảm thấy không thích thì mình bớt đi, còn những cái gì mà anh thích thì mình phát huy lên. Ví dụ nhiều vậy. Rồi chị thì nhiều thì rồi nhưng mà đi. Chồng em vẫn còn mong muốn em bớt thì chị nghĩ là em nên bớt, đúng không? Đó, tại vì thực sự thì chị cảm nhận về chồng của em á, ảnh là nghề nông nhưng mà tính cách của ảnh hoàn toàn không phải là tính cách của một người nông dân, giống như là một người trầm tư, một cái kỹ sư về nghề nông thì đúng hơn đó. Tìm tòi lắm chị. Ừ đó, cho nên rằng là chị thấy á, đã có những lúc em thốt lên là có đôi khi em ngồi em suy nghĩ là anh nghĩ cái gì trong đầu mình không biết. Dạ, không biết nè. Thì là bởi vì sao? Em chưa tạo được cái điều để anh mở ra. Có những vấn đề á, ví dụ như liên quan đến gia đình hay là những cái việc mà ông định làm là ông tự suy nghĩ thôi. Thì đó, có nghĩa là bây giờ sao? Cái vai trò của người vợ là gì? Vai trò của người vợ là mình phải biến cái nhà của mình thành chung. Và mình phải tiếp cận, mình phải hiểu được chồng mình thực sự muốn cái gì, cần cái gì. Sau này còn thấy con mình nữa. Dạ. Đúng không? Người ta nói người vợ là cái bếp lò là vậy đó. Em cố gắng đi, em cố gắng em bớt cái tôi của mình lại một chút xíu. Đó thì chị góp ý như vậy. Còn cái chuyện mà em cảm thấy là sửa chữa hay không đó là tùy em. Chị rất là có cảm tình với bạn này. Bạn hiền quá và bạn nếu mà tiếp lên nữa em phải học thêm. Thích mày mò lắm chị về ơi. Về kỹ sư tại á em. Xưa nhà không có điều kiện á nên nghỉ sớm. Chị nghĩ là em sẽ phát triển. Em thích nghề điện tử, mấy cái điện tử, máy móc, mấy cái dụng dụng gia đình, điện đoài đài thì em giờ sẽ làm. Về có thể là học thêm em, tu luyện thêm em. Nâng cấp lên. Đúng nghe. Rồi. Biết đâu chừng lần sau anh gặp lại không chừng đây sẽ là một kỹ sư hồ. Rồi cảm ơn hai em. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thận cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Mình tên là thôi nói tên ca sĩ đi ha, chắc thường thì tại bây giờ ra hay gặp mọi người ngoài thì hay giới thiệu tên thật, nhưng mà thôi bây giờ sẵn đây thì chúng cho mọi người biết luôn là Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh, và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à, Thanh hả? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Quốc Thanh với Quốc Thuận cũng ngang nhau đó. Đó. Mà hai người bạn đó. Đó. Quốc Thanh Quốc Thuận. Đó, đồng hướng, sao Quốc Thanh nó khác mà Quốc Thuận nó khác. Nó ngoài vậy? Thiệt chị thấy khác thiệt. Nhưng mà tên thật của em là Tô Hòa Thuận. Đó. À anh họ Tô hả? À. Vâng, và Phúc thì năm nay được 39 tuổi.
Chắc Phúc đang làm ca sĩ. Đó. Ca sĩ. Ô, Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Nghề tay trái của Phúc á. Thì bình thường thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ. Nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Chút nữa mình sẽ nói về cái vấn đề này nha. Rồi mời em. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Hồng Soan đó. Võ Thị Ruby. Dạ, em năm nay 35 tuổi. Dạ, nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi mà gọi kiểu dân gian á là sếp của anh Phúc á. Bây giờ hôm nay mới có dịp để mà hỏi về cái chuyện tình của hai bạn. Câu này chắc chị phải hỏi, em hỏi là bị sáo rỗng á, tại sao vì vậy? Hai đứa là bạn nhau á. Không phải biết nhau thôi biết. Chứ bên ngoài không có bạn. Em không có biết cơ duyên mà hai bạn này gặp nhau luôn. Không biết luôn á. Không biết, chị cũng chưa biết. Trời ơi. Rồi vậy giờ nói luôn đúng không? Nói bây giờ nói luôn đi. Lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Rồi có ấn tượng lý gì do về cô gái hai này đứa nè? Gặp nhau. Dạ. Lý do gì vậy? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất. Là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á, là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán. Thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần short ngắn ngắn màu xanh. Và cái chân dài sọc xuống như nè, thì lúc đó là siêu mẫu. Nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông. Nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, thấy cổ ngâm ngâm mà tướng cao mà mặc cái quần sọt ngắn này nè, tại vì lúc đó mình không có để ý lắm. Thì cái mình quay qua mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương. Lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn, chỉ để ý thôi chưa biết Kim Cương là ai. Thì sau cái hôm đó để ý rồi thì về mới gọi là search ở trên mạng lại để xem, thì mới thấy siêu mẫu Kim Cương là cô này đây hả, thì mới lúc đó mới tìm hiểu mới biết. Đó là đó ấn tượng của Phúc về Kim Cương. Thế còn Kim Cương thì sao, nó chưa học Soàn dễ thương hơn á. Soàn em sao Soàn? Gió thì học Soàn á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á. Thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Đi chung với anh, em cũng ấn tượng rồi, hai bên, cũng hai cặp hai bên luôn á. Có hai bông hồng cái bên. Ảnh là một ngôi sao superstar rồi. Thì em, cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu. Tại mình cũng lịch sự, nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á. Cho nên là cũng làm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là như thế đúng không? Như thế. Rần rần luôn, như người ta cứ nói đúng không? Đó, rồi sao nè? Rồi khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau? Có cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Bế Vân. Chị Quế Vân. Dạ, Quế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao, mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong nói cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Anh Phúc mới nói chị Quế Vân mới nói là để tao mời Kim Cương quay với mày được không? Phải đúng không? Sao lúc đó Phúc sao? Không, lúc đó thì mới hỏi Kim Cương là ai? Kim Cương là ai? Trời, Kim Cương là siêu mẫu đó mày. Rồi tại vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có rành. Thì sau đó mới về mới search lên trên mạng, mới thấy Kim Cương, mới nói thôi cũng được. Nhỏ này là quay với tao được nha mày. Cũng okay. Được nha, cái từ cũng được nha. Đúng không? Thì đó, sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc và cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay hình, quay phim. Rồi lúc đó là cái lần đó là Phúc tấn công Hột Xoàn hay là Hột Xoàn tấn công Phúc? Dạ, lúc đó thì tụi em cũng chưa có tấn công đâu. Chỉ mới để ý thôi. Để ý, nhưng mà thực sự là để ý thường nó có cái kèo ngộ lắm, như là cái nhiều hơn cái ít hơn á. Và cái nào là cái mà gọi là mở lời trước thì là thường là ai? Tại vì nếu như là bạn mà là idol của bạn này rồi thì thường sẽ là bạn này trước.
Đó, nhưng mà trường hợp của Phúc là có giống vậy không hay là ngược lại? Trường hợp của em là em trước. Em nói chuyện trước. Mới chị hỏi em là vậy đó. Nghĩa là nó có nghĩa là trò chuyện nhiều hơn á. Là trò chuyện nhiều hơn, chủ động, chủ động nhiều hơn, đúng rồi. Đó là trong cái lúc làm việc cho các MV đó đúng không? Thì mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích thích nên là đúng rồi. Cũng gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Không có cảm tình thì sao về sệt. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sao? Sao cái lần mà quay MV hợp tác với nhau chắc lẽ là Phúc sẽ chủ động gặp Kim Cương nhiều hơn để mà tỏ tình đúng không? Sau đó về thì chắc cả tuần á, lại cả tuần á thì mới bắt đầu nói chuyện lại, mới nói chuyện lại với nhau nhiều hơn, rồi có những buổi bắt đầu mới hẹn hò mời đi ăn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao Kim Cương? Em có thổn thức, em có nhớ Nhung, em có, tại vì thực sự á, khi mà mình đã thần tượng một người nào rồi á mà mình có cơ hội mình tiếp cận, mình làm việc chung là trời ơi, mình phải nói là đã lắm, sự á, đã mình... lắm. Mình chịu không nổi đâu, mình thổn thức mà mình lạ lùng dũng lắm. Dạ đúng rồi, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc. Cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau hay ôm nhau này kia. Thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Thì sao suy Phúc biết bộ? Không Phúc? Phúc biết không? Vậy nè, thường á, diễn á, giống như chị Hồng Vân đi diễn thì biết rồi. Thí dụ như chị diễn với một người mà đàn ông nào mà đẹp trai hay nọ, thì giống như là chị phải tạo cái feeling để cho chị diễn đúng không? Để chị có cái gọi là cái cảm xúc đó. Cảm xúc. Thì Kim Cương á, thì rất là ngộ là diễn với người mình thích thì lại mắc cỡ. Có một cái gì đó giống như là mình cảm nhận được là cô này có hơi ngại ngại, chắc cô có thích mình hay sao mới ngại thường. Đúng không? Nếu mà bình thường là mình phải thoải mái mình ra, mình thoát mình ra, mình diễn thôi. Mình tạo một cái tâm lý cảm xúc thoải mái mình diễn. Thì mình rất là tự nhiên. Nhưng mà khi có cảm tình thiệt á, thì lại rất là ngại, e dè. Phúc nhận ra không? Phúc nhận ra đúng không? Cũng có thể ở đây á, Phúc á, là thần tượng cô biết bao nhiêu cô gái rồi. Cho nên cái việc mà cái cô Kim Cương này mà đóng với mình rồi, chắc chắn là Phúc phải tự tin là cô này phải thích mình rồi. Dạ. Đúng không? Nhưng mà Cương trong lúc quay phim á, Cương có thổ lộ cho Phúc biết rằng là đừng anh có là thần tượng Cương của tôi không? Kim Cương hoặc là Soàn Kim Cương chứ đừng có Cương không đó. Thôi Kim Cương hoặc là Kim cũng được. Kim Kim Cương hoặc là Soàn, bé Soàn. Tự nhiên kêu Cương nghe kỳ nhá. Dạ thì lúc đó em cũng thích, nhưng mà cũng muốn quay cho xong công việc. Rồi sau đó hẹn hò. Mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu có thể nào vồ vập mà hồ hởi ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự với... xin số, lấy số điện thoại, giữ con thắt, rồi từ từ mình nói chuyện sau. Mình vồ vập ngay đến ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ. Nó ngọt. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ, nhưng mà em cũng mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình. Đúng cho rồi. Nên là em cũng rất là bình tĩnh mà không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi, anh hay chọc em vậy đó. Trong clip là người yêu, là đóng vai người yêu. Thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi, nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như để mình nhắn... bị lậm vào nhân vật vậy đó. Đó, đúng không? Nghĩa là bên này cái cảm giác này chị biết. Em mấy ông ngày xưa lúc mà chị với anh Tuấn Anh á là quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó, cũng MV ca nhạc đó, thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó, rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ đó. Tối sao về chị? Rồi cũng đâu ngủ được, cũng đâu vậy đúng không, chị cũng giữ giá đúng không? Thì bởi vậy giữ giá chứ. Rồi anh ấy giá, sao anh ấy sao giữ giá được có ngày một à? Xả giá luôn, xả giá luôn đúng một ngày một. Nhưng mà chị là đó là đâu có nhắn tin rồi đúng không? Hồi xưa là có Phân Linh. Phân Linh có mà. Và cuối cùng là ai nhắn ra? Trời ơi, cả hai đứa đều nhắn. Nhắn tới tấp rồi. Tại vì cái đó phải qua tới mấy ngày lần. Đó, cái Tuấn với Vân riết cái đó. Rồi, vậy đó, cho nên cái cảm giác lạ lùng lắm. Từ Vân Tuấn bây giờ qua Phúc với Kim Cương. Đó, thì đến khi nào thì em mới bỏ giá? Giá cũng khoảng tuần sau đó. Thì đó thì cùng cỡ tụi tôi. Sao đó, đúng cỡ tụi tôi. Tụi quay cái đó 3 ngày thì có ngày thứ tư tụi tôi bỏ giá. Thì là bên đây cũng hơn được 1 ngày. Hơn được 1 ngày, 2 ngày thôi chứ. Rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Đó. Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi. Đi ăn rồi đi về. Mắc cỡ đừng kể nữa. Kể tới cái đoạn đó mắc cỡ mà. Thôi vậy Kim Cương kể đi. Trời ơi, em mắc cỡ nè. Trời hay chồng mắc cỡ rồi, giờ cuối cùng sao đây ai kể. Đó. Có gì đâu. Nói chuyện mình với nhau về những cái gì. Đó.
Đây là cơ hội để các bạn nhắc lại cái kỷ niệm lần đầu tiên mà cả hai người hẹn hò. Vậy sao tự nhiên mình kể cho con mình nghe thì không được. Dạ. Nhưng mà mình kể ở đây cái con mình nó sau này nó sẽ coi lại xong nó trời cha mẹ nó đẹp quá, giống như là hoàng tử công chúa vậy đó. Không có chương trình nào mà nó thật sự là nó dễ dàng như bây giờ đâu. Bữa cái có cái số đặc biệt á là bố mẹ chị lên đây nè. Dạ. Em biết không, bố mẹ chị mà ông bà năm nay là 80 mấy rồi, cái ông bà ngồi đó, chị đâu hỏi, anh Thuận hỏi không, ông bà kể lại chuyện yêu đương của ông bà ngày xưa rồi muốn chết luôn á. Có bao giờ bố mẹ kể chị nghe đâu. Dạ. Đó, kể đi, khui đi. Thôi giờ em kể nha. Đi ăn rồi xong sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không, thời điểm mà cận Tết em lại phải đi diễn, đi gần một tháng. Thì trong cái thời gian lúc là đi đó là hai đứa nhắn tin với nhau, rồi em còn lấy buồn quá không biết làm gì, bắt đầu lấy tuổi của cô này ra, cái tuổi của em, bắt đầu mới coi trên mạng thì coi không? Tuổi coi như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mình suy nghĩ gì đó, mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ, bắt đầu nhắn tin thì đó, thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu tại là người yêu mà không đang đóng trong phim là người yêu cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp. Thì nguyên một tháng đó là nhắn tin, và nhắn tin cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Đó thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Sau một tháng về là hẹn hò. Cái phút giây mà gặp lại đó sau một tháng không gặp mà chỉ trời có nó gần gần nó drama lắm đúng không, có nhào tới ôm đi. Nó là không có gì cản lại được hết trơn. Em cũng vậy mà, em nói gì ai sao em mà em với ai yêu thầm Thúy Nga biết không? Em biết Thúy Nga mình dạ biết yêu thầm một thời gian rất lâu luôn, sau này biết Thúy Nga nó khùng mới hết yêu. Quốc cường tiếng Nga đó hả? Thôi trời ơi, đừng có nghe lời bả không đó, bả thiếu dệt đó nghe. Rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm? Thì công khai xong là cưới luôn đó đúng không? Dạ. Ở đó chị nhớ rồi dạ, đó chưa là... cưới chị, em cưới 2018 mà. Nhưng mà em kết hôn sau khi một năm em yêu nhau. Hai đứa coi như là chính thức là cái lúc đó chị nhớ là báo lúc mà bắt đầu đăng rần lên là Phúc với Kim Cương cái là chị thấy là tụi em xây dựng là gia đình luôn á. Dạ. Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Thì xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Rồi tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Đó. Dạ. Ủa nhưng mà là trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Có cái vụ mà Phúc bị bệnh đó đúng không? Dạ. Đó chị cũng chỉ có theo dõi trên báo thôi. Dạ, chứ còn mình biết cái ngành của Phúc với lại ngành của chị là có đời nào mà gặp nhau được đúng không? Dạ. Biến cố thì em nãy em tưởng đâu là anh hỏi là hai đứa có gây gỗ hay là có biến cố gì giữa tình cảm hay không? Cái đó cũng là một trong những cái mà mình muốn hỏi luôn á. Cũng có mà nó ít lắm, nó nhỏ lắm, nhưng mà cái vấn đề hồi nãy anh Thuận mà mới nhắc á, thì cái đó mới vấn đề lớn. Tức là khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 thì tụi em tới năm 2015 là trong 3 năm đó thì đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế và em lọt được vào tới vòng thứ 6 rồi. Và đúng ra là khán giả còn bình chọn cho em để em được vào tiếp nữa, tức là cái vòng đó là em được vô tiếp đó. Nhưng mà em sau 6 vòng á, tức là thi là từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 thi. Thì nguyên một tuần dài như vậy, từ thứ 2 đến thứ 6 là mình phải tập liên tục, tập hát rồi tập nhảy, nói chung là vận động liên tục. Và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá. Và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi. Em không thể nào tập nổi nữa. Mà nó nhức, cái trong người nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút. Em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Thì đứng trên sân khấu em nói như vậy, em xin rút. Và sau cái đêm hôm đó về á thì có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa. Thì bác em mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác
chữa mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó, là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Và năm 2018 thì bác em bắt đầu là làm đám cưới, tổ chức đám cưới với bà. Hay quá. Có phải là chính nhờ cái phương pháp đó mà bây giờ Phúc và Kim Cương đã coi như là thành lập coi như là một cái cơ sở để gọi là để mà phục vụ để cho những người giúp những người đi đẹp đúng không? Đó. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Em đồng hành cùng anh Phúc. Đương nhiên là em đồng hành nhưng mà chị đừng nói cái cảm giác của em có rồi em có sợ, em có giống như là đương nhiên là mình không dám nói cho chồng mình biết, nhưng mà lúc đó là mình phải tự chịu đựng một mình đúng không? Chứ mình mà bi quan nữa là chồng mình còn mệt mỏi nữa. Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Có nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên. Cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh mà em cũng không biết cái quá trình anh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài. Và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Đó là như vậy. Mà nhiều khi anh đau, anh nằm sắp trong nhà, anh nằm sắp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sắp nha. Em mới nói, nhiều khi em nghĩ trời ơi không, chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn thế này ha. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn á là như vậy. Tại vì thấy anh đau anh nằm một chỗ. Đó. Nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Và đến 2018 thì tụi em mới cưới nhau. Ba lần trước Phúc đi mổ đó. Bốn lần trước đó. Dạ. Là lúc đó là trước khi quen chưa Kim Cương. Có chưa Kim Cương đâu. Tức là em vậy nè, em kể một cái giai đoạn là em bị thoát vị đĩa đệm và chấn thương cái cột sống là từ năm 2001. Là lúc còn cuối năm của nhóm 1088 đó, là năm thứ hai đó. Thì lần đó là em đau nặng quá và em chịu không nổi nữa, là em phải đi mổ lần đầu tiên. Lần đầu tiên là năm 2001 đó. Tới năm 2007 em mổ lại lần nữa. Rồi trong 2 năm sau đó nữa thì em không dám mổ hở nữa và đi nội soi. Là liên tiếp là 15 năm là phải trải qua 4 ca phẫu thuật, là hai phẫu thuật mổ hở và hai phẫu thuật mổ nội soi. Tại sao phải làm nhiều lần? Là bởi vì nó cứ đau dai dẳng, nó tái đi tái lại hoài, mình không hết hẳn được. Trời ơi, mà em đồng hành đó bao nhiêu năm ha? Đồng hành với cái nỗi đau đó bao nhiêu năm trời? 15 năm. Và có những khoảng thời gian là mình biết là Phúc là phải ngưng hát khoảng thời gian rất là lâu. Trời ơi. Thôi vậy bây giờ là vui rồi ha. Năm nay là đã là coi như mọi thứ là ổn hết rồi em ha. Bình phục hoàn toàn luôn. Coi như là lúc khi mà em gặp bác là coi như bây giờ em bắt đầu renew lại từ gọi là giống như từ đầu luôn nha. Từ đầu luôn. Tái sinh đó chị. Tái sinh đó. 2016. Đó bây giờ. Có nghe nè. Rồi ảnh đó, thần tượng của mình, rồi là người yêu của mình, rồi về nhà bệnh rồi có mình chăm sóc nữa. Vậy thì có lúc mà có nghĩa là trong tình yêu á, ảnh có lãng mạn như những cái ca khúc mà ảnh hát không Kim Cương? Ngày thường thì không có lãng mạn lắm đâu, nhưng mà anh Phúc ảnh rất có ý thức vào những cái dịp mà lễ tình nhân hay là những cái dịp sinh nhật thì lúc nào cũng làm nhiều cái điều bất ngờ cho em. Ngày thường thì cứ bình thường, ông xã bà xã bình thường thôi. Điều bất ngờ mà em nhớ nhất trong cái lần mà ảnh thể hiện đó là cái lần nào? Em nhớ là 2012 á. 2012 thì ảnh hai người quen nhau rồi thì sinh nhật đầu tiên của em á, là ảnh có đặt một nhạc sĩ viết một cái bài hát về tình yêu. Sau đó ảnh làm một cái buổi tối, một cái buổi tiệc dinner xong thì kêu em tới thì em ở nhà em chạy ra, em cũng không biết là ảnh làm gì luôn. Nhưng mà khi đến đó thì thấy là ảnh trang trí hoa rồi cái bàn ăn giữa có hai người thôi. Đó, rồi có piano. 2012. Dạ. Còn cái gần mới nhất đây đó thì là cái gì? Mới nhất đây là sinh nhật em 8 tháng 3 vừa rồi. Mới đây. Ồ, sinh nhật em ngay ngày 8 tháng 3 luôn. Dạ. Có nghĩa là bởi vì anh lời. Anh lời. Em lời quá. Tại vì hai dịp đặc biệt trong một ngày. Và ngày mùng 7 Tết thì em cũng hơi bất cẩn là để làm mất cái nhẫn đính hôn của anh đính hôn cho em. Cái nhẫn đó là chồng em quỳ giữa biển tặng em nha, là em làm mất. Xong rồi em cũng buồn, nằm gọi là em nằm buồn dồi dào mấy ngày trời luôn. Anh Phúc có buồn không? Anh Phúc có buồn không? Anh nói thôi mất thôi, cũng đi thay người mới, anh mua cái mới bự hơn. Dạ. Anh nói như vậy thôi, thì đến sinh nhật anh mua cho em cái mới. Có giống cái cũ không? Hay là bự hơn? Dạ, to hơn. To hơn. Dạ. Cũng được rồi, nói chung là. Đó là... Nói chung là có Phúc. Có Phúc. Cưới Phúc, có Phúc. Đó, thì đó. Luôn. Kim Cương mà cưới anh Phúc, có Phúc. Có Phúc. Kim hay Cương quá. Mà đi tặng hộp xoàn cho Kim Cương. Trời đó. Chợ cửa về rừng. Chợ cửa về rừng luôn. Nhiều chuyện quá. Chị mai mốt đừng tặng Kim Cương nữa. Tặng bạc đi. Đó. Rồi. Sao ta?
Thôi bây giờ là bắt đầu thôi, bây giờ hiểu rồi. Bây giờ hiểu đến cái phần gọi là phần thật ra trước giờ là khán giả yêu mến anh Nguyễn Hoàng Phúc chưa bao giờ biết được cái phần này của anh. Cái tật xấu của ảnh á. Đó. Không biết luôn á. Đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này ảnh nè. Ở chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không? Đó, Kim Cương. Xiên không? Có xiên không hay là làm biếng? Dạ, như chị Vân biết thì nghệ sĩ mà nhất là những người mà sao ca nhạc như anh Phúc thì chắc chắn thì họ sẽ sống theo cái feeling của họ. Họ không thể nào mà họ giống như mình được á, nhưng mà họ giống như em thì chắc là họ là em rồi. Cho nên là nhiều khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái riêng của ảnh. Nhiều khi ảnh vô toilet ngồi chống một thiệt cả lâu vậy đó. Thì chắc sáng tác đó. Ngồi chỗ ngoài vậy đó, kiểu vậy đó. Thì em ngoài này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hối kiểu vậy đó. Hoặc là dù như kêu ăn cơm, dọn cơm ra rồi đồ ăn hâm lên nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì biết nữa thì cả lâu cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn. Đó. Kiểu lê mê đó đúng không? Dạ lê mê kiểu vậy đó. Nó quan trọng là ở trong toilet sáng tác đó. Bây giờ khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ anh Nguyễn Hoàng Phúc biết được cái có nghĩa là cái cách mà anh sáng tác bài hát nó hay là ở chỗ nào đó. Tại vì anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á, thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh. Lúc em lấy Kim Cương về đó thì thấy cô ấy là một cái người gọi là nhanh nhẹn, khá nhanh nhẹn và làm việc cái gì cũng gọi là rốt rẽn đó. Một người mà làm giống như làm hơn 2-3 đứa nữa. Tức là nếu mà thấy Kim Cương ra làm việc thì 2-3 đứa nhân viên 2-3 đứa mà gộp lại mới bằng dạ, bà dạ, đúng rồi thăng thắt lắm thì cái kiểu nhanh và nhanh nhưng mà không có ẩu nha. Nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày các em nhìn thấy được cái đó, em cũng có sự thay đổi cho mình. Hồi xưa thì em hay gọi là chậm rồi thôi mình cứ cái gì đó mình cứ cái việc danh là rùa bò lật ngựa nữa. Thôi tự nhiên rùa bò lật ngựa đi nói cái tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngựa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi đã đúng rồi. Ngày xưa chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng ra đó rồi. Cũng tới đâu cao lắm nữa. Con rùa nó nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Con điểm hối biết là cũng giờ nhanh được xíu rồi. Là nhanh lên được nửa tiếng đó. Tại vì Kim Cương rất là nhanh thì khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi. Thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Hoặc là hồi trước đây, hồi xưa đó, khi lúc mà em bệnh á thì dĩ nhiên con người mình nó mệt mỏi, nó uể oải thì nó lười và nó làm biếng lắm. Đi hát hay là này kia rồi nó cũng không có gọi là nó không có thoải mái mà không có chủ động. Nhưng mà khi bắt đầu tập được cái tính siêng rồi ha, thì sau này công việc đi hát của em á gọi là lúc nào cũng xô chậu là tươm tất và tới lúc nào cũng trước ít nhất là khoảng nửa tiếng đồng hồ rất để đẹp, đợi rất đẹp. Và em bỏ luôn những cái suy nghĩ hồi trước đây có những cái ca sĩ mình nghĩ là ngôi sao thì phải tới đúng giờ phải tới trễ chút phải tới cho người này hát cho người kia trước, nhưng mà em không có tính đó thì em chỉ có bị hơi lười thôi. Nhưng mà từ khi về làm việc và sống chung và làm việc với Kim Cương rồi thì em thay đổi. Bây giờ là cái công việc của em nó càng ngày càng tốt lên và em thấy cái sự thay đổi nó tốt thật. Tới lúc nào cũng tới sớm hơn, mình có thể mình đợi người khác cũng được hoặc là nhường người khác cũng được, nhưng mà bắt buộc phải tới trước giờ. Tôi biết lý do tại sao. Tại vì nếu không tới trước giờ là sẽ bị bên đây hối. đúng không? Hối kiểu dạ, lên đi trễ giờ bây giờ mấy bà quản lý nghĩ lắm. Cái miệng lên tới đây luôn nè, cái miệng lên tới đây luôn. Ủa mà giờ lạc đề nữa đang là cái đề gọi là tật xấu. Tật xấu là lười biếng, hay lề mề. Rồi sao? Ông Sàng nói tiếp thôi. Ông Sàng nói tiếp đi em. Anh còn sở đoản, anh có cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? À dạ, có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm, nhưng mà nó cũng có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra. Đó là cây kiểng á. Có nghĩa là anh mê tới nỗi là tất nhiên là nhà của em thì không quá lớn. Nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là để kiểng hết nha, anh thích để kiểng ở trên lầu. Vậy là một sở thích là già nua trước tuổi đó. Dạ. Ôi mình cũng vậy. Thì em cũng già nua trước tuổi. Dạ. Đó đó. Những người mà mê cây kiểng, chăm cây kiểng thiệt là tốt, thiệt là đẹp là những người mà gọi là đầm và gọi là ấy mới chăm được. Không, thật ra nó rất vui. Vui mà. Nó vui lắm chị. Mình nhìn thấy cái cây mà nó tươi tốt, với lại một ngày mình lên mình nhìn thấy cái chòi á, từ bắt đầu nó nở ra mọc lên. Rất là vui. Dạ đúng rồi. Mà nghe tiếng chim hót nó trời đã. Ôi bác Thuận bữa nãy có cái cặp kia chào chị Dân, chào chú Thuận, tin không? Té ghế luôn mà nhục á, té ghế luôn. Thương dữ vậy đó hả? Cái thương vậy luôn đó. Chào chị Vân mà chào chú Thuận. Chào chị Vân, chào chú Thuận. Cặp người nước ngoài luôn, chồng người nước ngoài chào vậy luôn. Bởi vì tôi ghét tôi cũng thèm hỏi luôn.
Rồi sao nè, còn gì nữa không? Dạ. Khui đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Dạ. Ủa, nhưng mà cái chơi cây kiển nó đâu có xấu đâu. À không. Đó là cái đam mê, hồi nãy là chị hỏi là hỏi cái đam mê. Dạ. Đó là một cái sở thích khác biệt như nào vậy đó. Là không có xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Có chỉ có hơi lề mề thôi đúng không? Bây giờ đã thay đổi luôn rồi, đúng không? Rồi bây giờ tới phút đó. Cô em có tật xấu gì không? Dễ Kim Cương thì kể đi rồi về cắt lương. Tật xấu thì cũng quản lý. Không có tật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Hung dữ. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Mình nghe mình bực, nói hoài á. Mình hết nên rất là dễ quạo. Là bà hung dữ cỡ nào đó, nói chị em tả chị coi cái. Hung dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Kể đi Phúc. Tức là cũng là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ em đó chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Cha dữ dằn à nha. Có như quăng hồng xoàn vô mặt á. Trời ơi. Mà em đó thì em mỗi lần phụ nữ mà đứng kế em mà đánh em á thì là em sợ em đánh lại. Nên là em chạy. Cái đường theo là em né em chạy thôi, tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Nên là em biết là né trước. Là chạy theo là em né ra cái chỗ khác để bỏ chạy. Nó nào bỏ chạy tôi lấy đóng cửa luôn á. Đóng hoài gì. Đứng ngoài chắc tức đúng không? Rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được Kim Cương? Ông bỏ chạy rồi sao mà xả được? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Là tại vì em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Hoặc là em thì làm kinh doanh về online, nhiều khi ban ngày nhiều cái tiếng động xung quanh ở bên ngoài nó làm cho mình nhiều khi mình cũng bị stress. Rồi hoặc là thấy ảnh chần chừ lâu quá thì em hay hối rồi xong rồi em la vậy thôi chứ em không có hung dữ gì hết á. Không có hung dữ gì hết. Rồi có còn tật gì nữa không? Thêm tật xấu đi Phúc. Cái này là chưa đủ thời lượng. Tại vì tật xấu thì em không thấy nữa. Chỉ vậy thôi. Ví dụ nấu ăn rồi cách chăm con rồi đó. Rất, những cái đó thì rất là hoàn hảo. Hoàn hảo. Dạ. Rồi. Chăm con thì số 1 rồi, không ai thương con mà chăm con kỹ và tốt như Kim Cương. Chị hỏi nhỏ nè, rồi quản lý em á, rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Trời, dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không. Nhưng mà được cái là không có kẹo, không có kẹo với em. Vậy được. Không có kẹo với em. Chứ nó kẹo là chết đó. Kẹo lại bỏ lâu rồi. Rồi nó có ghen với em không? Đó, cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm cho ghen. Vậy luôn á. Vậy là quản lý quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ em mới thấy là chặt lắm. Không kẹo hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc cũng hở hở nhưng mà không. Bích, giờ 10 năm rồi bích bùng bích cửa luôn. Trời ơi. Ê, nhưng mà về cái vấn đề chi tiêu quản lý kinh tế là cô ấy là chặt chẽ luôn đúng không? Chi tiêu, quản lý chi tiêu thì Kim Cương là một người cũng khá là phóng khoáng. Không đến nỗi keo kiệt. Nhưng mà cũng biết tích góp tích lũy cho chồng. Xài đúng. Chứ nhưng mà không phải là keo nha, tức là vẫn khi cũng mua đồ hiệu cho chồng rồi đồ chồng đi diễn là phải nhà thiết kế công trí rồi nói chung đẹp. Là cũng phải cái này cái kia cho chồng, nói chung là không có phải là lấy tiền chồng xong rồi cất cái đó rồi ấy, cũng phải chăm lo cho chồng dữ lắm. Không có lấy tiền chồng mà gom lại đi mua. Không có gom lại mua đâu chị, để bắt chồng mua để cho nó có cái gọi là bằng chứng đàng hoàng, anh mua cho tôi nha. Chứ mà tôi lấy tiền tôi đi mua nghe. Đúng không? Trời ơi, hai đứa này quá hạnh phúc luôn. Bây giờ nó không có kẻ tật xấu gì hết trơn. Vậy sao vậy giờ là em có muốn hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Cho cuộc sống vợ chồng em có muốn Kim Cương thay đổi gì không? Bớt hung dữ lại không? Bớt rượt em không? Bớt rượt. Mong muốn luôn đi, năn nỉ nó luôn đi. Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài mà nói em thay đổi. Nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Nhiều khi tính em á thì nó cũng trầm tính, ít nói, ít chia sẻ, nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là anh bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều, nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó, nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này giao du với người kia thì nó cũng mất lòng, mất lòng nhiều lắm. Rồi đó là những cái mà Kim Cương nhắc
Kim Cương nhắc khéo. Nhưng mà mình thấy là thôi, để dĩ nhiên là bây giờ mình có gia đình rồi, chứ nó không phải giống như còn độc thân và còn trẻ giống hồi trước mà mình đi giao du đi đâu nhiều. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra dành cái thời gian cho mình gặp gỡ những người bạn của mình, những người thân nghệ sĩ của mình nhiều hơn nữa. Đó, thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi. Đó là cái mong mỏi của Kim Cương đối với Phúc, đúng không? Còn nãy thôi sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi. Nãy chị vạch đường cho em chạy rồi đó mà em không đà đó, em bớt nói rượt luôn. Bớt rượt Phúc. Phúc mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì? Muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó. Muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. Còn thôi cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Cho vui cửa vui nhà. Dạ, vui cửa vui nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon. Dạ, đó. Lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui. Chứ nhiều vui. Khi ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy chán, thấy buồn lắm. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc sẽ mở rộng cái mối quan hệ thêm nữa, thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Về sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc có thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Thực sự thì em thấy thay đổi mỗi ngày và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho anh sống đúng với anh để anh còn là một ca sĩ, anh còn là một ngôi sao. Chứ bây giờ anh thay đổi quá, anh sẽ là người bình dân bình thường giống như em rồi. Nên là anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp quá. Chúng tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Dạ vâng. Chúc phúc. Chúc phúc. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị. Đó là bí mật nho nhỏ rồi nghe, còn bí mật lớn nữa hẹn trong chương trình khác nghe quý vị. Rồi. Giờ mình bốc thăm